Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Miami vì sự chào đón này, tình cảm này kể từ khi tôi đến đây. Tôi rất vui mừng được ở bên các bạn. Tôi cũng muốn cảm ơn Jose, Hawk và David vì sự công nhận này, vì đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và khiến chúng tôi cảm thấy như được ở nhà. Tôi thực sự muốn bắt đầu tập luyện và thi đấu. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng và để câu lạc bộ này tiếp tục phát triển. Mong rằng trong suốt giải đấu, các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Cá nhân tôi tin rằng các đồng đội của tôi sẽ cống hiến mọi thứ để xây dựng dự án này. Và tôi rất vui vì đã chọn thành phố này, đã chọn dự án này. Và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Và chúng ta sẽ được trải nghiệm những điều rất tốt đẹp. Đó là những dòng chia sẻ tâm tình của Messi dành cho đội bóng mới, trước gần 2.000 khán giả có mặt tại cầu trường DRVPNK. Như vậy là sau tất cả, buổi lễ ra mắt của Messi tại Inter Miami, một buổi lễ đầy cuồng nhiệt và sự ngưỡng vọng đối với GOAT. Dù vậy, sự cố đã đến ngay trước buổi lễ. Thời tiết xấu đã khiến cho buổi lễ trì hoãn. Mưa lớn và sấm sét đã trút xuống khu vực Miami Fort Lauderdale, đặt ngày ra mắt chính thức của Messi tại MLS có nguy cơ phải dời lại. Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi, Inter Miami quyết định vẫn tổ chức buổi lễ khi cơn bão trong khu vực đã dần vơi đi. Nhưng suy cho cùng, sự ngưỡng mộ dành cho Messi đã vượt lên trên tất cả. Trước khi buổi lễ bắt đầu nhiều giờ, sức hút của Messi đã lan rộng. Cơn mưa nặng hạt không thể ngăn được dòng người. Các cổ động viên của Inter Miami bắt đầu khuấy động vào không khí bên ngoài sân DRVPNK. Vì thời tiết xấu, cổng soát vé cũng được đóng lại để tránh vỡ trận. Do đó, ngoài một vài cổ động viên đến sớm và được vào trước, đa số khán giả bị mắc kẹt bên ngoài. Tuy nhiên, họ cũng không có gì khó chịu. Độ cuồng nhiệt vẫn được giữ nguyên vẹn. Trong sân, bất chấp cơn bão và buổi lễ bị đình trệ, các cổ động viên Inter Miami vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều giờ. Ngoài ra, rất đông các nhà báo, những kênh truyền hình khắp mọi nơi trên thế giới vẫn nán lại sân, chờ đợi đến khi thời tiết thuận lợi, với hy vọng được ghi hình buổi lễ ra mắt của Messi. Đây có thể xem là một lễ hội hoành tráng, ngay giữa nơi bóng đá xếp sau bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục. Vì lẽ đó, những tín đồ bóng đá đã quyết tâm không bỏ lỡ, bất chấp rủi ro, thậm chí là nguy hiểm. Thời điểm mà bầu trời trên sân vận động DRVPNK trở nên xám xịt, khi ban tổ chức chạy thông báo hoãn sự kiện trên màn hình lớn, các cổ động viên được khuyên cáo không ngồi trên khán đài và tìm chỗ trú tránh trước nguy cơ bị sét đánh. Nhưng cho đến cùng, tín hiệu đẹp nhất đã xuất hiện. Khoảng 7 giờ 50 phút tối theo giờ địa phương, Messi đã di chuyển đến sân để chuẩn bị cho buổi lễ. Thời tiết ở Miami đã bắt đầu ổn định hơn, chỉ còn lại những cơn mưa phùn. Inter Miami dựng chu đáo một con đường với hệ thống chiếu sáng hiện đại nối từ đường hầm hướng ra sân khấu, tương tự như thảm đỏ dành cho các ngôi sao Hollywood. Ở đây, ngôi sao rực rỡ đó không ai khác, chính là Lionel Messi. Tiếp đến, David Beckham xuất hiện để điều hành buổi ra mắt dành cho Messi. Cầu trường thời điểm này tắt hẳn ánh sáng, không gian trở nên lấp lánh hơn. Trong ngày Messi ra mắt thì Inter Miami cũng muốn giới thiệu luôn người đồng đội cũ của anh, Sergio Busquets, giờ đây cũng chọn làm đồng đội của Messi ở ánh hoàng hôn sự nghiệp. Khoảnh khắc đó, Busquets bước ra sân khấu và phát biểu dõng dạc bằng tiếng Anh trong sự hò reo của hai bạn khán giả. Nhưng tất cả ánh đèn rực rỡ nhất chỉ có nhiệm vụ tập trung vào những gì diễn ra sau đó. Busquets trở về đường hầm để nhường sân khấu cho người đồng đội thân thiết. Bài giới thiệu mỹ miều dành cho Messi bắt đầu vang vọng trong sự hò reo không ngớt từ phía các khán đài. Từ Barcelona, Paris và hôm nay, anh ấy sẽ là của Inter Miami. Xin chào đón số 10 của các bạn, số 10 của Inter Miami, số 10 của Argentina, số 10 xuất sắc nhất thế giới, Lionel Andres Messi. Dưới cơn mưa hè Bắc Mỹ, giữa khung cảnh lãng mạn, nhân vật chính của buổi tối đã xuất hiện. Messi chậm chậm bước ra sân khấu, từ tốn nhưng mang tầm vóc của một huyền thoại, một vị vua đang bước lên ngai vàng. Song song với đó là nụ cười hiền hòa, như xua đi làn mưa lạnh lẽo, mang đến sự ấm áp cho các cầu thủ viên đã đổi mưa đến sân xem Messi ra mắt. Beckham trao cho Messi chiếc áo số 10, hai huyền thoại của hai thời đại dành cho nhau sự trân trọng tuyệt đối. Số hình ảnh rực rỡ đó là bài phát biểu ấn tượng của Messi. Anh cảm ơn Miami, cảm ơn ban lãnh đạo và người hâm mộ cùng hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Sau bài phát biểu đó, Inter Miami công chiếu hình ảnh những lời chào nồng nhiệt của Messi qua màn hình khổng lồ. Có thể nói buổi lễ ra mắt dành cho Messi có tầm vóc chẳng khác nào một show trình diễn đỉnh cao của âm nhạc hay nghệ thuật, thu hút mọi sự chú ý và ngưỡng mộ tuyệt vời nhất. Có lẽ điều này, đối với bóng đá, chỉ dành riêng cho Messi. Messi vĩ đại là vậy, nhưng vẫn đơn giản là người đàn ông của gia đình. Do đó, Messi là vedette trong lễ ra mắt, thì đương nhiên cũng không thể thiếu Antonella. Antonella cùng các con bước ra sân khấu, trong đại dương của những tràng vỗ tay không ngớt.
truyền kỳ tuyệt đẹp về chuyện tình Messi Antonella, có lẽ đã quá quen thuộc và không cần phải bàn tán gì thêm. Cô xuất hiện với vẻ quyến rũ đậm chất Nam Mỹ, giản dị nhưng cũng thật sang trọng. Matteo, Ciro và Thiago cũng có mặt trong ngày ba mình ra mắt đội bóng mới. Ba cậu nhóc khấu khỉnh đã từng chứng kiến Messi khóc nức nở tại Barcelona trong ngày chia tay. Ra mắt đầy ấn tượng tại Kinh đô ánh sáng Paris, lên đỉnh thế giới trong mùa áo Argentina tại Qatar. Và lúc này là mang chào sân mãn nhãn và cảm xúc trong mùa áo Inter Miami. Không khí sum họp gia đình này luôn là giá trị mà Messi hướng đến, ngay cả khi anh quyết định rời châu Âu, nơi Messi và mái ấm của mình sẽ có được cảm giác thoải mái và bình tâm hơn. Khoảng 9 giờ 30 phút tối theo giờ địa phương, buổi ra mắt chính thức khép lại, nhưng sự cuồng nhiệt vẫn còn vương vấn. Tâm trạng hân hoan của các cổ động viên Inter Miami là điều dễ hiểu. Họ đặt sự kỳ vọng đầy sức nặng vào tương lai tươi sáng của đội bóng sau buổi lễ ra mắt. Một buổi lễ ra mắt của một cầu thủ đạt tầm vóc độc nhất vô nhị trong lịch sử túc cầu. Messi ở tuổi 36 có thể đá trên sân nhà đầu tiên sớm nhất vào ngày 21 tháng 7 khi Inter Miami gặp Cruz Azul trong khuôn khổ League Cup. Miami sẽ tổ chức buổi họp báo cho Messi vào ngày 17 tháng 7 và anh sẽ tập buổi đầu tiên cùng với các đồng đội mới vào ngày hôm sau. Tại Miami, Messi sẽ nhận lương từ 50 đến 60 triệu đô mỗi năm. Tổng giá trị hợp đồng của anh trong 2 năm rưỡi dao động từ 125 đến 150 triệu đô la. Messi còn được trả một phần doanh thu từ những tài khoản thuê bao mới để xem MLS trên Apple TV, cũng như một phần mức tăng lợi nhuận của hãng thể thao Adidas. Lẽ dĩ nhiên, khó khăn và thách thức chắc chắn sẽ xuất hiện. Wayne Rooney, người có nhiều năm chơi bóng tại MLS và chơi tương đối thành công, đã khuyên Messi nên cẩn thận. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng những cầu thủ đến đây đều thấy nơi này là một giải đấu khó khăn. Việc di chuyển, các điều kiện khác nhau ở các thành phố khác nhau có thể gây ra vấn đề cho Messi, chưa kể các trận đấu có rất nhiều năng lượng và cường độ mạnh. Xong, Messi đến Bắc Mỹ với sứ mệnh cao cả hơn là dưỡng da. Thử thách chỉ là rào cản để Messi làm tốt hơn. MLS là một giải đấu trẻ khi ra đời vào năm 1993. Inter Miami cũng là câu lạc bộ có tuổi đời rất nhỏ và Messi được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích cho sự phát triển chung. Messi thu hút hai người đồng đội cũ, Sergio Busquets và Jordi Alba cùng chuyển đến Inter Miami. Chưa kể Andres Iniesta, một Barcelona của phiên bản khác đang dần hình thành trên đất Mỹ. Việc Messi gia nhập một đội bóng Mỹ đang đi ngược xu thế của phần lớn các ngôi sao lớn tuổi. Dù vậy, đẳng cấp của anh vẫn còn gần như nguyên vẹn. Như vậy là Messi đã chính thức là người của Inter Miami, của MLS. Chúc cho Messi sẽ tỏa sáng lung linh như bầu không khí trong buổi lễ ra mắt đầy ấn tượng của anh.